thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực và giàu có hơn. Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và 8 giờ tối ngày Chủ nhật hàng tuần, chúng ta lại cùng gặp nhau trong nhịp đập thị trường của tuần mới. Và tuần này, đó là số 217, chúng ta sẽ nói về những vấn đề về tài chính quốc tế, thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến như thế nào, những cái sự tăng giá của giá vàng điên loạn trong tuần vừa rồi liệu có bền vững hay không, và giá dầu còn tiếp tục tăng nữa hay không, và những cái điều gì đã khiến cho giá dầu, giá vàng tăng rất là mạnh như vậy, ảnh hưởng đến cái lạm phát, thì liệu chúng ta ở trong nước các chính sách về tiền tệ có những sự thay đổi nào để mà có thể đi kịp với những sự thay đổi của tình hình tài chính thế giới hay không, về đặc biệt những vấn đề liên quan giá vàng và giá dầu cũng như chứng khoán sẽ diễn biến ra sao, thì các bạn hãy cùng xem hết video ngày hôm nay bạn nhé. Và nếu bạn xem đến đây mà bạn muốn tiếp tục tìm hiểu thì hãy động viên Thái Phạm bằng cách nhấn nút like ở cái video này, nhấn nút đăng ký kênh Thái Phạm các bạn ha. Nào, bây giờ chúng ta hãy đến cái video của tuần này, đó là nhịp đập thị trường cho nhà đầu tư. Số này số 217. Thì cái chủ đề của tôi ngày hôm nay đưa lại cho các bạn một cái chủ đề hết sức là thời sự, đó là đặc sản Oppo vào thời điểm ATC quay lại và VN-Index sẽ như thế nào. Tất nhiên thì có một cái tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của tôi đầu mỗi cái video, và các bạn hãy đọc kỹ ở cái tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của tôi ở trong cái video ngày hôm nay. Thì xin thưa các bạn, đó là điều đầu tiên chúng ta sẽ nói về thị trường tài chính quốc tế. Tôi thấy chứng khoán Mỹ đã có một cái sự hồi phục rất là tích cực sau cái đà bán tháo vào hôm thứ Năm, với cái thông tin rằng là kết quả việc làm đã trở nên tích cực. Đấy. Thì cái tin về việc làm, cụ thể đây là tin về non-farm payroll, nó vừa tốt mà lại là không tốt. Trước tiên thì các bạn cùng nhìn vào cái đồ thị của chứng khoán Mỹ đó. Thì chứng khoán Mỹ các bạn thấy rằng là đã tăng điểm trở lại với khối lượng thấp. Dow Jones nó tăng 0,8% sau khi giảm 1,35% trong phiên ngày thứ Năm. Đấy. Thì cái đà tăng điểm này đã quay trở lại ngay lập tức sau cái ngày bị bán tháo. Và S&P 500 cũng thế. S&P 500 sau một đợt bán tháo 1,23%, thì ngày hôm qua cũng tăng lại 1,11%. Như không có chuyện gì xảy ra. Đối với Nasdaq thì chúng ta cũng sẽ coi. Cũng tương tự như vậy đối với Nasdaq. Và cái điều này nó đến từ cái câu chuyện là cái tín hiệu về dữ liệu việc làm của Mỹ đã như thế nào. Thì ngày hôm qua, đó là thời điểm ngày thứ 6, thì các bạn biết là Mỹ đã công bố hai dữ kiện quan trọng về thị trường việc làm. Một, đó là cái số liệu về non-farm payrolls, tức là cái dữ liệu về số lượng việc làm tạo mới trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Thì kết quả nó đạt là 303.000 việc làm. Đấy, so với lại cái thời điểm tháng 2 là đạt 270.000 việc làm. Thì nó đã cao hơn, và đồng thời cao hơn 212.000 việc làm so với lại dự báo của các nhà phân tích và các nhà kinh tế ở Dow Jones. Thì như vậy thì đây là một cái số liệu việc làm robust và cực kỳ là quan trọng, cũng như là vượt qua những cái kỳ vọng của chuyên gia. Nó thể hiện rằng nền kinh tế của Mỹ kết hợp với lại chỉ báo lạm phát, hai cái tin này là cái tin 3 sao, là tin quan trọng. Nó đạt có 3,8% so với thời điểm tháng 2 là 3,9%. Như vậy thị trường việc làm của Mỹ còn đang rất là tốt. Điều này báo hiệu rằng kinh tế Mỹ tốt, không có câu chuyện về suy thoái kinh tế, việc làm tốt. Và điều này nó có cái tốt, như tôi đã nói các bạn, đó là nó khiến nói rằng là nền kinh tế Mỹ tốt. Nhưng có một cái không tốt, đấy là từ bây giờ trở đi thì không ai biết thời điểm nào Fed sẽ hạ lãi suất. Trước đây chúng ta cùng kỳ vọng rằng là Fed hạ lãi suất vào thời điểm tháng 3 năm 2024 này. Rất nhiều chuyên gia, các cái ngân hàng, các ngân hàng đầu tư trên thế giới đều dự báo rằng là Fed sẽ hạ lãi suất vào thời điểm là tháng 3 năm 2024 này, đúng không? Nhưng rốt cuộc là họ đã không hạ. Và mọi người mới lại dự báo là tháng 6 Fed sẽ hạ lãi suất. Tuy vậy thì cho đến thời điểm này, cái xác suất mà Fed hạ lãi suất nó chỉ còn từ 77% trong tháng 6, ngày 13 tháng 6.
Bây giờ là chỉ còn 50,8% những người được hỏi tin rằng 13 tháng 6 là thời điểm Fed sẽ hạ lãi suất. Thì cái câu chuyện ở đây là 50% nó là 50-50, chẳng biết là hạ hay không. Và nếu nền kinh tế Mỹ trong tháng 4 và tháng 5 tiếp tục cho thấy một lạm phát không có những cái dấu hiệu về được 2%, việc làm vẫn tốt, thì không có cái lý do gì để Fed hạ lãi suất vào thời điểm tháng 6 cả. Và lúc đấy thì cái kỳ vọng của mọi người sẽ muốn là nền kinh tế Mỹ suy yếu đi để Fed có hạ lãi suất vào tháng 8 năm 2024. Nhưng các bạn biết rồi, giai đoạn hiện nay thì cái view của chúng ta quá dài thì cũng không giải quyết được cái vấn đề, mà chúng ta sẽ view theo từng chặng một. Thì nhìn vào thời điểm hiện tại thì có thể nói là sự không chắc chắn về thời điểm Fed hạ lãi suất là rất lớn. Đấy, là như vậy. Và đối với lại một thông tin nữa mà tại sao tôi lại nghĩ rằng là cái việc hạ lãi suất của Fed là không chắc chắn và gần như là không khả thi vào tháng 6, là bởi vì hiện tại có hai vấn đề. Một đó là cái căng thẳng tại Trung Đông đã đẩy cái giá dầu lên rất cao. Trong cái bối cảnh là nguồn cung hiện tại nó bị thắt chặt ấy, thì cái giá dầu đã lên rất cao. Các bạn có thể nhìn sang cái biểu đồ của giá dầu trên phần mềm của Vostok Pro, thì các bạn có thể, nếu ai dùng thì các bạn vào phần watchlist, các bạn vào trong phần khác, chọn phần tiền tệ và hàng hóa quốc tế, thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái giá dầu Brent nó nằm ở đây. Giá dầu WTI nó nằm ở đây. Thì giá dầu Brent đang 90,87 đô, giá dầu WTI là 86 đô. Thì chúng ta cùng xem. Thì cái giá dầu hiện tại là các bạn thấy nó đạt cái mức là 90 trên 90 đô một thùng dầu rồi. Và cái điều này nó đến từ cái việc là căng thẳng tại Trung Đông. Thì cái căng thẳng tại Trung Đông đó là một câu chuyện giữa Israel và Iran. Hiện tại thì các bạn biết là trong cái trong tuần vừa rồi là Iran nhé, là thề sẽ trả đũa Israel, thề trả đũa Israel. Thì Israel đã tập kích cái đại sứ quán, cái khu vực đại sứ quán của Iran, và khiến cho các cái cơ quan cũng như là những cái nhân viên của sứ quán, rồi cả một cái viên tướng bị chết. Và Israel nói rằng là sẽ tập kích, sẽ đứng ra trả đũa. Và ngay lập tức Israel đã phải rút hàng vài chục những cái đại sứ quán của mình tại các cái quốc gia để tránh cái việc là Israel bị trả đũa bởi Iran. Đấy. Thì Iran cũng nói là một tướng Iran thiệt mạng là không thể chấp nhận được. Thì các bạn biết là Iran là một quốc gia, là một cái quốc gia mà sản xuất dầu lớn thứ ba OPEC. Nên là nếu như mà Iran đã bị đe dọa bởi Israel và Iran đi tấn công Israel nữa, thì cái hiệu ứng domino trong cái chuỗi rủi ro địa chính trị nó có thể là sẽ tiếp tục diễn ra. Và thực tế ra thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái giá dầu rất là lớn. Ảnh hưởng giá dầu rất lớn, các bạn nhìn giá dầu đây này. Và thực sự là các cái tổ chức xuất khẩu dầu lửa OPEC cộng họ cũng rất là quyết tâm giữ nguyên cái chính sách hạ cái sản lượng sản xuất, tức là họ không tăng cái sản lượng sản xuất lên. Và việc siết quy định với các thành viên có thể khiến cái sản lượng OPEC cộng giảm sâu hơn trong quý 2, mà quý 2 là cái mùa lái xe xuyên nước Mỹ, và nguồn cung thì bị thắt chặt thì sẽ khiến giảm tồn kho và giá nó tăng. Do đó thì các cái việc mà giá dầu tăng như thế này này, nó sẽ ảnh hưởng tới lạm phát và đã khiến Fed chùn tay hơn trong câu chuyện là hạ lãi suất. Và đồng thời tất nhiên thì các cái cổ phiếu dầu khí nó sẽ được hưởng lợi rồi. Các cổ phiếu như dịch vụ dầu khí nó cũng được hưởng lợi. Đấy. Nhưng mà cái lợi này thì so với tổng thể nền kinh tế thì chắc chắn là nó sẽ thấp hơn rất là nhiều. Chúng ta cũng phải thừa nhận một điều như vậy. Tuy vậy thì cứ làm một cái để hiểu là Mỹ sẽ rất khó để hạ lãi suất trong cái bối cảnh mà giá dầu cao như thế. Có giá dầu cao như thế. Khi mà chúng ta nói đến giá dầu, chúng ta cũng phải đề cập đến thêm giá vàng nữa các bạn. Thì giá vàng đã nhảy vọt trong cái tuần vừa rồi. Đấy, cũng trong cái màn hình của Kung Fu Stock Pro. Nếu các bạn muốn sử dụng cái phần mềm này thì các bạn cứ đánh là kfsp.vn để các bạn ha. Cho tôi quảng cáo chút, các bạn có thể sử dụng cái phần mua này này, mua dịch vụ với các gói 1 năm, 2 năm. Đấy, thì chúng tôi sẽ có chăm sóc ở các group Telegram cho các bạn nữa. Đấy. Rồi, thì chúng ta nói về vàng thì các bạn cũng vào phần watchlist, bạn xem mục vàng ở đây.
Bạn thấy là vàng đang có một cái giai đoạn tôi gọi là chạy nước rút đấy. Chỉ trong vòng có một tháng, giá vàng đã tăng thêm hơn 15%. Bạn thấy là từ 2.000 lên 2.330 đô la một ounce vàng. Hơi căng, đấy, hơi căng đúng không? Nhẽ ra là vàng có thể sẽ điều chỉnh vào cái khoảng 21 tháng 3. Nhưng mà sau đó là cái căng thẳng của Ukraine, Nga, rồi sau đó là căng thẳng ở Trung Đông đã tiếp tục đẩy vàng lên 2.330. Thì cái việc vàng nó tăng điểm này này thì nó giống như là một cái quá trình tăng nước rút rồi, các bạn nhìn này. Tăng nước rút rồi nhá. Bây giờ mà FOMO mà mua vàng tài khoản cũng dở, mà đi mua vàng vật chất bây giờ thì cũng là một cái giai đoạn nó gọi là FOMO. Bởi vì sao FOMO? Bởi vì thực tế khi mà tăng nước rút thì hoàn toàn là nó có thể tăng nhanh, sau đó thì nó sẽ giảm rất nhanh. Tôi không biết là khi nào giá vàng ngừng tăng, nhưng mà rõ ràng là cái việc tăng này chắc chắn nhanh quá sẽ dẫn đến việc giảm mạnh. Thì phải đợi thôi, chứ đừng FOMO đi mua vàng. Còn việc bán vàng thì tôi cũng không khuyên, bởi vì cũng chẳng biết là nó còn tăng đến bao giờ. Khi nào nó ngừng tăng thì mình mới biết. Còn việc mua vào thời điểm này theo tôi là không nên, bởi vì nó gọi là mua theo vì tham lam, vì sợ bị bỏ lỡ. Cái đà tăng của vàng mà cứ một ngày là 1,7% như thế này thì chắc chắn là không bền đâu, không bền. Nên nó gọi là tăng nước rút. Tăng nước rút thì bao giờ cũng vậy, kết cục của nó cũng sẽ là giảm nước rút, cho nên phải hết sức cẩn trọng. Còn bán thì các bạn hỏi tôi là bán hay không thì xin thưa là tôi vừa nói các bạn rồi, chẳng biết là mình có bán được đúng đỉnh hay nó còn tăng tiếp. Thế nên là trạng thái thì có sao thì giữ vậy, đừng tham lam mà mua vào nữa, mà cũng đừng phải bán ra, bởi vì lúc nào nó là đỉnh thì mình mới biết được, chứ còn bây giờ nó chưa đỉnh thì mình đoán đỉnh thì cũng được. Và theo tôi thì tôi đồng tình với quan điểm của rất nhiều những cái giám đốc thị trường của các cái công ty chuyên về vàng, chẳng hạn như là ông Nicolas Frappel, ông tại ABC Refinery, thì ông bảo là giá có thể điều chỉnh đấy. Và ông rất thận trọng với giá vàng tại cái mức này do thị trường đã tăng quá nhanh và quá mạnh. Tôi cũng đồng tình với ông. Bởi vì không bao giờ có cái câu chuyện một cái tăng như thế mà nó bền vững cả. Tăng mà tăng kiểu này là sẽ hạ rất mạnh. Còn tất nhiên nó tăng, nó điều chỉnh, nó tăng tiếp hoàn toàn điều đó có thể xảy ra, chứ không phải là nó tăng xong nó ngừng luôn, đúng không? Nhưng mà mình cũng phải hiểu là giai đoạn này thì bán thì chưa, nhưng mà mua thì cũng đừng mua, đừng đụng vào nữa. Đấy, rất là như thế. Thế còn đối với lại Bitcoin thì các bạn thấy là Bitcoin hiện tại thì đang đi sideways trên cái nền giá cao. Thì cũng là trong cái phần ở trên phần mềm Công Phu Stock Pro, các bạn có thể vào phần danh sách. Đó là phần tiền điện tử. Thì điện tử bạn tích vào BTC USD, cái biểu tượng này thì bạn sẽ thấy là đây này. Trong cái quá trình tăng nước rút thì nó sẽ có một cú sập, gọi là sập không đúng, điều chỉnh rất mạnh, sau đó mới tăng trở lại. Thì nó giờ nó đang không có xu hướng, đang đi ngang ở trên vùng cao, vẫn đóng ở cái mức là 68.000 đô một Bitcoin. Như vậy thì nó đang đi sideways thôi. Các đồng tiền khác như Ether thì giảm mạnh hơn, BNB thì sideways đấy, đúng không? Chúng ta XRP rồi ADA, Dogecoin thì đây các bạn nhìn lúc mà tăng nước rút giống như giá vàng tăng lên xong rồi nó giảm xuống rồi lại vọt lên, thì những cái đồng như thế này chẳng hạn như Matic các bạn nhìn tăng rất mạnh rồi nó giảm rất mạnh, Sol cũng thì nó đang đi ngang, nó tương đối ổn định vì có ETF đứng đứng đằng sau, phải không? Thì bạn tính theo cái đó, nó đang đi ngang trên cái nền giá cao. Đấy là đối với lại thị trường tài chính quốc tế sơ sơ như vậy trong vòng 14 phút. Còn đối với lại thị trường tài chính Việt Nam thì sao? Thì trong tuần vừa rồi tôi cũng có một cái video nói về cái câu chuyện là nước ngoài đang xả hàng rất là căng tay trên thị trường tài chính Việt Nam. Cụ thể ở đây là VN Index, đúng không? Thì các bạn có thể vào trong cái mục mà Kung Fu Shop Pro ở đây để các bạn có thể coi. Đấy là ở đây là cái phần dashboard của phần mềm Kung Fu Shop Pro, thì bạn nhìn thấy nước ngoài họ trong 20 phiên gần nhất họ bán dòng tới 17 phiên, chỉ mua dòng có 3 phiên. Phiên mua dòng vào thứ năm là 484 tỷ và thứ sáu vừa rồi là 22 tỷ. Đấy. Và 11 tháng 3 từ cách đây rất lâu rồi 19 phiên là 244 tỷ. Ngoài ra thì họ bán dòng liên tục
1.800 tỷ, 1.200 tỷ, 1.300 tỷ, rồi 1.300 tỷ. Bán ròng ít nhất thì là 175,5 tỷ. Đấy, hoặc là bạn vào trong phần tự nước ngoài, bạn sẽ nhìn trong phạm vi là 5 ngày tuần vừa rồi. Thì họ bán ra tới 4.700 tỷ, so với mua là 2.500 thì bán ròng khoảng 2.200 tỷ. Và trong 20 ngày thì như tôi đã nói các bạn ấy, họ bán ròng lên tới là hơn 13.000 tỷ. Đấy. Hơn 13.000 tỷ. Thì cái câu chuyện nước ngoài bán ròng này thì tôi cũng đã chia sẻ với các bạn trong cái video livestream vào tối ngày Chủ nhật. Thì cái video này đó, trong cái sự kiện phát trực tiếp thì các bạn có thể coi lại ở trên cái YouTube channel kênh Tài Phạm ở nước ngoài xả hàng, danh mục bị bán, nhà đầu tư cần làm gì. Về mặt lý do thì tôi cũng đã thưa chuyện với các bạn rồi. Lý do thì nó có mấy cái vấn đề liên quan đến Fed, đó là đồng đô la tăng cao, tỷ giá chúng ta, các nước khác bị rút ròng, vân vân. Các bạn có thể xem lại cái livestream của tôi vào ngày mùng 4 tháng 4 nha các bạn nhé. Thế còn chi tiết thì mình nhìn ở đây là mình thấy nước ngoài trong 20 phiên gần vừa rồi, như tôi đã cập nhật các bạn là từng cái chi tiết đây chúng tôi thống kê trên phần mềm của VooStock Pro hết rồi. Và nước ngoài họ bán không chỉ thị trường Việt Nam mà tất cả các nước khác. Đấy. À, tôi cũng khuyến nghị các bạn trong cái video livestream đó là các bạn tránh những cái danh mục gồm những cái cổ phiếu trụ của Fubon ETF trong năm 2024 này. Bởi vì Fubon đang bán ròng rất mạnh. Thế thì 2 ngày cuối tuần Fubon họ không bán ròng là cái câu chuyện họ nghỉ lễ. Đang là cái kỳ nghỉ lễ tại Đài Loan nên là họ không bán ròng. Chúng ta phải đợi xem sang tuần tới xem là Fubon quay trở lại giao dịch thì có bán ròng nữa hay không. Vừa rồi họ nghỉ lễ thì chúng ta thấy có một ngày mua 480 mấy tỷ của toàn bộ nước ngoài và có một phiên mua 22 tỷ. Thì ta thấy là Diamond thì Diamond ETF là các cái là quỹ ETF nội mà có nhà đầu tư của Thái Lan mua các cái chứng chỉ đó thì đã ngưng không hút dòng. Thậm chí là cuối tuần thì họ được thu hút 30 tỷ. Còn Finlit thì vẫn bị rút dòng, đó là lý do tại sao băng băng trứng thép đang bị bán. Còn cái việc bán ấy thì cũng đã đề cập với các bạn về cái tỷ giá đô la rồi. Thì đô la của mình tăng giá. Nhưng mà so với lại cái thời điểm mà trước đó tôi đã cập nhật các bạn thì có vẻ khi mà chúng ta khống chế cái thị trường vàng nhập lậu thì tỷ giá đô la chợ đen đã được hạ nhiệt. Có thời điểm tôi làm mới bắt đầu làm thì các bạn thấy rằng là đô la chợ đen nó lên tới 25 25.660, 25.8 nhưng bây giờ chỉ còn 25.485 thôi. Nhưng cái quan ngại thì là cái đô la chính thức lúc thời điểm tôi làm nó là vào khoảng tầm 24 9 20 chưa đến 248 bao nhiêu đấy thì bây giờ nó lên là 25.120 rồi. Thì cái việc mà kiểm soát đô la chợ đen nó là một cái công rất lớn của ngân hàng nhà nước khi họ đã bắt đầu hút tín phiếu từ ngày 11 tháng 3 với tổng hút cho đến thời điểm này khoảng trên dưới là 162.000 tỷ. Khi mà thanh khoản của các hệ thống tín dụng không còn dồi dào thì họ đã tiến hành bớt rút thanh khoản rồi. Và thậm chí là một số các cái ngân hàng thương mại nhỏ thì còn được bơm thông qua thị trường mở với cái lãi suất là 4% một năm. Thế thì chúng ta nhìn thấy là tỷ giá mặc dù là chúng ta có mất khoảng 2,8% kể từ đầu năm trở lại đây nhưng chúng ta cũng là một cái đầu số một trong số những cái đồng tiền có cái mức mất giá thuộc diện là thấp nhất và chấp nhận được trong các nước trong khu vực. Bởi vì nếu các bạn nhìn theo chỉ số đô la index thì trong phần tiền tệ vàng hóa quốc tế bạn nhìn chỉ số đô la index thì bạn thấy là từ đầu năm ấy, nó tăng từ 101,3 là ngày 1 tháng 1, bây giờ thì nó đã tăng cũng khoảng 2,86% và có những thời điểm nó tăng tới 3,56%. Đấy. Mà như vậy mà chúng ta chỉ mất nếu các bạn quay trở lại các bạn nhìn cái màn hình này tôi thống kê cho các bạn rồi thì tỷ giá chúng ta chỉ mất có 2,84% từ ngày 1 tháng 1 đến thời điểm hiện tại so với lại cái chart của đô la index thì chúng ta mất giá ngang ngửa với lại việc đô la index tăng điểm thôi. Còn nếu như vậy đô la index mà hạ nhiệt thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ tốt, đúng không? Sẽ tốt thôi. Đấy thì tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn bởi vì thực tế ra thì đô la index nó tăng và đồng thời là cái
các cái chỉ báo khác về tỷ suất, cái lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 2 năm cũng bắt đầu có dấu hiệu tăng lại, 5 năm tăng lại. Rồi lãi suất trái phiếu Mỹ 10 năm hôm qua tăng 2%. Giá trái phiếu của Mỹ thì giảm rất là mạnh. Thành thử ra là đây cũng là một cái mà chúng ta cũng phải để ý, đó là đô la index khi mà tăng như thế nó cũng thúc đẩy cái việc bất giá của các đồng tiền nội tệ khác. Thì nó gây áp lực tạo ra cái việc bán ròng của các cái quỹ đầu tư. Thì tôi cũng nghĩ rằng là cái việc đó thì cũng là việc bất khả kháng, và chúng ta đã làm rất tốt, đặc biệt là ngân hàng nhà nước, trong cái câu chuyện là linh hoạt để kiểm soát cái tỷ giá, đưa cái đô la chợ đen hạ nhiệt, và có thể là có sự phối hợp của các cơ quan chức năng trong việc chống buôn lậu vàng để đỡ ảnh hưởng đến cái tỷ giá đô la. Thì đấy là cái mà tôi muốn view cho các bạn. Còn đối với thị trường, bây giờ câu hỏi là liệu như thế thì ngân hàng nhà nước liệu có có tăng lãi suất gọi là điều hành hay không, tăng lãi suất điều hành, và có bán ngoại tệ để can thiệp tỷ giá hay không. Thì theo tôi thì khi mà tôi hai câu hỏi đó thì tôi có đọc một số các cái thông tin trên truyền thông hiện tại, chẳng hạn thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các ngân hàng không công khai lãi suất cho vay, và mong muốn của thủ tướng là vẫn là công khai mặt bằng lãi suất cho vay và hạ lãi suất để hỗ trợ cho doanh nghiệp. Thì và những cái phát biểu gần đây của lãnh đạo của ngân hàng nhà nước Việt Nam như ông phó thống đốc Đào Minh Tú, thì về cơ bản thì tôi nghĩ rằng là cái phương án mà hạ lãi suất tăng lãi suất điều hành thì khó diễn ra trước cái thời điểm tháng 6 năm 2024. Còn cái chuyện bán tỷ giá để hỗ trợ cho ngoại tệ thì theo tôi tại thời điểm này thì là chưa cần. Bởi vì Việt Nam đồng đang khá là tốt. Như tôi đã nói các bạn ấy, tỷ giá chúng ta mất 2,4% có thể là sấp xỉ bằng cái mức mất giá của cả năm. Thế nhưng mà nó hoàn toàn đến từ cái yếu tố khách quan. Ở đây nó là cái câu chuyện của đô la nó tăng giá thì Việt Nam đồng nó cũng bị mất giá đi là bình thường, cũng không có gì phải đi bán tỷ giá để can thiệp. Tất nhiên thì ngân hàng nhà nước có quyền lựa chọn và khẳng định là sẽ can thiệp nếu như mà cái tỷ giá nó tăng quá đà. Nhưng tôi nghĩ rằng là đô la index nó diễn biến như thế thì Việt Nam đồng diễn biến như thế là phù hợp. Đấy. Và chúng ta có thể trong nguy có cơ thì các bạn phải đầu tư, thì các bạn nhớ là xem là cái ngành nào nó bị thiệt hại và ngành nào được hưởng lợi. Thì theo báo cáo của BSC ấy thì những ngành như là dầu khí, thủy sản, hóa chất, nhựa, dệt may, gỗ nếu mà xuất khẩu được thì sẽ tích cực. Còn những ngành như sắt thép thì sẽ phải ảnh hưởng, công nghệ cũng bị ảnh hưởng, rồi phân bón bị ảnh hưởng, tiện ích cũng bị ảnh hưởng. Thì chi tiết họ nói là có một số các cái doanh nghiệp bị ảnh hưởng như thép này, Hòa Phát, FPT thì đồng yên yếu quá, vân vân. Rồi NT2, rồi BWE bị ảnh hưởng, HVN bị ảnh hưởng vì vay, rồi Vietjet bị ảnh hưởng vay, vân vân. Thì đấy là cái mà các bạn cần phải lưu ý, lưu tâm khi mà cái câu chuyện về tỷ giá là cái câu chuyện mà chúng ta đang nói. Mặc dù vậy thì trong cái tuần vừa rồi thì có một cái điều bạn cần phải lưu ý, đó là tôi thấy là cái đặc sản Oppo ATC nó lại quay trở lại các bạn. Thì cái này là cái mà anh em phải xem xét kỹ. Tại sao tôi nói đặc sản Oppo ATC nó quay trở lại? Bạn nhìn cái đồ thị VN Index như thế này thì kỳ vọng tôi là nó sẽ đi sideways, đi ngang. Đấy. Thì cái hỗ trợ gần nhất tiếp tới của nó thì nó có thể là ở cái vùng là 1225 hoặc là 1234 gì đấy, thì là về mặt chỉ số. Thế nhưng mà cái mà chúng ta thấy rằng là có vẻ là không hợp lý lắm, nhưng mà chúng ta xem ấy thì trong khoảng thời gian ATC thì chỉ số này bị Oppo rất mạnh. Bạn thấy là bắt đầu từ bị Oppo rất mạnh từ thời điểm về khoảng 14:21 cho đến lúc kết thúc giao dịch, là những phiên ATC là bán rất khủng khiếp luôn. Cả ngày nó diễn tiến bình thường, đùng cái đến khoảng tầm 14:21 thì tôi nghĩ rằng đây nó có dấu hiệu của cái sự can thiệp của phái sinh.
Các bạn xem cái biểu đồ phái sinh thì cũng thấy rất thế, bạn thấy rất rõ đang 14 giờ 17 bình thường đúng không? Đánh thì bạn nhìn bạn thấy đùng một cái bắt đầu đến khoảng 14 giờ 20 là bắt đầu đạp xong đến ATC có một quả đang từ 1256 điểm xuống một phát mất 4 điểm thủng hết tất cả các đáy hỗ trợ luôn. Đấy. Các bạn phải phải xem và tương tự như vậy thì đặt bán rất nhiều các cái mã ở VN30 thì nó thể hiện cái ý chí của một cái đội tạo lập phái sinh, tôi nghĩ là rất rõ ràng với cái câu chuyện là muốn thị trường giảm điểm, nó tạo thành một cái phiên mở gap giảm thế này. Tuy vậy thì nếu như không có những cái yếu tố của việc mà thay đổi chính sách, đặc biệt là chúng ta thấy rằng là cái thông tư 02 đã được kéo giãn tới hết năm 2024 để hỗ trợ cho thị trường bất động sản và các doanh nghiệp. Đây là cái mong đợi của ngân hàng và theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mình đã chia sẻ đó. Thì chúng ta thấy là thông tư 02 được gia hạn đấy là cái nguyện vọng của các cái ngân hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục lại sản xuất. Thế thì trong cái bối cảnh mà thông tư 02 được giãn như vậy và về mặt tỷ giá thì kể cả đô la có tăng lên gây áp lực nhưng tôi tin rằng là ngân hàng nhà nước đang điều tiết rất tốt. Đồng thời chúng ta mất giá không quá so với lại sự mất giá, sự tăng giá của đô la. Như vậy là chúng ta khá là fair. Và chúng ta không nhìn thấy dấu hiệu là sẽ tăng lãi suất điều hành lên. Thì trong cái bối cảnh về vĩ mô như thế thì tôi kỳ vọng về một cái câu chuyện đấy là index sẽ có cái hỗ trợ tốt và đi ngang trong cái uptrend, được gọi là sideway trong uptrend. Thì cái mức hỗ trợ có thể là nó ở quanh quanh cái vùng 1230 điểm chẳng hạn. Thì như vậy nó sẽ phù hợp hơn. Bởi vì nó không hề có bất cứ một cái quá xấu gì về vĩ mô và những tin động trời để mà nó có thể giảm sâu hơn. Và ngoài ra thì trong bối cảnh hiện tại, cái tỷ lệ margin của các nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán theo tôi được biết thì nó cũng không ở mức quá cao, phải for sale call margin hay là call các cái doanh nghiệp giới chủ nên là rất khó để cho index có thể giảm sâu ngay và luôn tạo thành những cú sập. Bạn xem thị trường chứng khoán Mỹ bạn cũng thấy cứ một ngày giảm mạnh ngày hôm sau nó cũng hồi phục chứ nó cũng không phải là giảm mạnh giảm tuần tuột luôn. Thì đấy là cái điều mà các bạn thấy rất rõ. Đấy. Trừ khi là lãi suất điều hành tăng liên tục, tăng lãi suất điều hành mà điều đó thì rất khó khả năng xảy ra trong thời điểm trước tháng 6 phải không nào? Thì chúng ta vẫn có quyền kỳ vọng là index nó sẽ đi ngang. Cái mối bận tâm duy nhất của tôi tại thời điểm hiện tại thì đó là cái câu chuyện là liệu có còn cái trò thao túng về Oppo mua rất mạnh, à bán rất mạnh vào thời điểm ATC theo kiểu mang hàng ra bán ở các cái trụ VN30 hay không? Đấy, úp rất mạnh. Đấy là cái điều mà tôi quan tâm. Cái điều thứ hai á, là liệu Fubon ETF và các cái ETF ngoại như iShares ETF họ còn rút quyết liệt hay không? Khi họ rút thì họ có thể bán các cái danh mục mà khi bị rút chứng chỉ quỹ đó, họ có thể bán các danh mục mà có chứa cái cổ phiếu của họ. Thí dụ như đây là các cái cổ phiếu mà các bạn có thể tạm dừng cái màn hình các bạn xem danh mục này. Thì cái nguồn này tôi lấy từ cái nguồn tổng hợp rất là uy tín. Đấy thì đây là top 30 cái công ty, 30 công ty, 30 sticker của Fubon ETF và iShares thì bạn có thể làm cái động tác tương tự thì bạn tránh những cái mã trụ ra. Nếu họ còn bán thì họ sẽ bán các trụ này. Đấy. Thế còn về thị trường chung thì tôi thấy một điều đấy là trừ khi và bây giờ anh cố gắng anh tiếp tục chơi cái trò là cứ cả ngày anh không bán đến 14 giờ 25 bắt đầu anh bán mạnh. Đấy, anh bán như kiểu đây cả ngày anh chẳng bán gì cả. Cứ đến 14 giờ 20 bắt đầu anh lôi hàng ra anh bán. Nên tạo ra cái sự hoảng loạn cho thị trường ấy thì nếu mà chơi trò đó thì không đỡ được. Đấy. Còn thanh khoản của thị trường hiện tại thì nó vẫn là cứ 25.000 tỷ. Điều này tôi nghĩ là tốt và nó vẫn tạo ra cái cơ hội cho nhà đầu tư. Đấy, thì tôi kỳ vọng là thị trường sẽ giữ được cái mốc 1.230 trong tuần tới. Và những cái cổ phiếu hưởng lợi vẫn được hưởng lợi và những cổ phiếu bị ảnh hưởng thì vẫn bị ảnh hưởng.
Đồng thời là bạn phải có cái sự lanh lợi trong chuyện là khi thị trường đi ngang như vậy thì cái dòng tiền nó sẽ phân bổ vào đâu để các bạn có thể tái cơ cấu danh mục của mình cho nó phù hợp. Về cơ bản thì tôi tin rằng đó là cái câu chuyện ấy, chúng ta phải theo dõi cái sự biến động của khối ngoại, tránh những cái trụ bị bán dòng nếu mà các bạn lướt sóng ra. Tôi cũng chia sẻ rất kỹ trong cái live stream rồi, tôi nói lại. Đó là thứ hai nữa là bạn theo sát các cơ hội đầu tư, chẳng hạn như những cổ phiếu mà nó phục hồi về kết quả kinh doanh, triển vọng sáng với kết quả kinh doanh, nó biến chuyển từ xấu, rất rất xấu sang xấu và nó ok hơn, ngày càng tốt hơn. Và những cổ phiếu mà nó đang hồi phục từ cái việc bán lẻ hồi phục rồi nó bắt đầu chia cổ tức, bạn hãy đừng yêu cổ phiếu. Yêu một cổ phiếu nó rất là mệt, phải không? Bạn hãy mạnh dạn, nhanh nhẹn, phù hợp. Đấy. Và đồng thời thì tôi có mong muốn là thôi thì nếu mà nước ngoài có nghe lén mạng xã hội trên video thì nghe tiếng nói bán bớt bớt xíu cho anh em tôi vui. Và mong muốn của tôi là nó đi ngang đừng giảm á. Đã không được chơi kiểu ấy thì năn nỉ vậy. Đấy. Thì đấy là cái chia sẻ và nhận định của tôi trong cái thời điểm mà trong cái thời điểm tuần mới. Còn đối với vàng tôi cũng dặn các bạn rồi. Theo tôi thì các bạn tất nhiên là đọc kỹ cái tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của tôi. Nhưng đối với vàng tại thời điểm hiện tại thì tôi không khuyên rằng là chúng ta nên mua. Đấy. Bởi vì nó đang chạy nước rút. Nó có chạy nước rút thì nó sập, nó tăng nhanh thì nó cũng sập nhanh. Sướng thì nó cũng sướng nhanh, nó sập nhanh. Còn bán thì tôi cũng không biết. Bạn lại lôi hàng ra bán mai lại tăng, lại bạn lại mắng. Tốt nhất là thôi, ai ở đâu thì ở yên vị trí đó. Bởi vì khi tăng nước rút thì không biết thế nào được cả. Đấy là cái chia sẻ của tôi. Và hy vọng rằng trong cái video khoảng tầm 30, hơn 30 phút trong ngày Chủ nhật hôm nay thì đã mang lại cho bạn những cái bức tranh toàn cảnh về thị trường tài chính thế giới, những vấn đề về giá dầu, giá vàng, những cái chiến sự tại Trung Đông ảnh hưởng như thế nào, các ngân hàng trung ương đang làm sao, và đặc biệt là về Fed, cũng như là các bạn có thể liên kết được với tình hình tại Việt Nam về quỹ đầu tư ngoại, cách thị trường Việt Nam biến đổi bắt đầu lại quay trở lại cái thời 2:20, 2:25 một ATC đập. Thì mong muốn là khi có những cái tiếng nói như thế này thì sẽ không còn cái hiện tượng là cứ 14:20, 14:25 mang hàng ra bán nữa. Tôi mong là như vậy để cho anh em vui, chứ ai cả ngày không chơi thì đem mấy phút cuối chơi thì nó kỳ lắm, nó không fair với nhà đầu tư cá nhân, đúng không? Thì cũng mong là nó có những cái tiếng nói để tạo ra cái môi trường nó lành mạnh hơn, và mong muốn của các nhà đầu tư là sẽ tìm kiếm được cái cơ hội để thúc đẩy giao dịch tốt cho thị trường chứng khoán, và cũng là làm thế nào để cho các anh chị có thể có cái cơ hội tìm kiếm được cái lợi nhuận trong ngắn hạn và trong trung hạn và dài hạn. Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm, và hy vọng rằng là video đã mang lại sự hữu ích. Nếu bạn yêu thích kênh Thái Phạm và yêu thích những cái nhịp đập thị trường cũng như cái live stream của tôi vào mỗi cái buổi tối hoặc là buổi chiều trong những cái tuần, thì hãy nhấn nút like cái video này, đăng ký kênh Thái Phạm, để khi nào tôi ra video mới thì bạn sẽ là người nhận đầu tiên và sớm hơn tất cả những người khác. Cảm ơn sự ủng hộ của bạn và hẹn gặp lại.